Đấy, em thấy gì chưa? Và để có thể sở hữu được cái set đồ này ấy. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho bạn coi thêm một video nữa. Và được rồi các bạn ạ, không biết rằng ấy là những cái ngày nghỉ lễ là 30 tháng 4, mùng 4 tháng 5 của anh em ấy là đã nghỉ lễ như nào rồi? Không biết là có vui hay không nhỉ? Chứ tôi thấy ấy, là cái lũ bạn của tôi là không vui một tẹo nào luôn. Anh em biết tại sao? Bởi vì những cái ngày nghỉ lễ ấy, đáng lẽ là những cái ngày ta tận hưởng những cái khoảng thông gian gọi là thư giãn các thứ, nhưng mà lũ bạn của mình thì không thế. Chúng nó gọi là đây là những cái ngày tệ bạc luôn, bởi vì suốt ngày ấy, những cái ngày này là gọi là xa người yêu, là không quan tâm cho người yêu, thế là lại dẫn đến cái tình trạng gọi là mùa chia tay thôi em ạ. Nên là những anh em ấy mà có gọi là người yêu ở xa ấy, thì nhớ là quan tâm vào một xíu nhá, chứ không gọi là lại để thằng khác nó chăm thì mệt lắm đấy anh em nhá. Ok, và nói vui như vậy thôi, chứ mình xin chúc cho mọi người ấy có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng mọi người nhá. Và được rồi, ở cái chủ đề chính của cái video này chúng ta sẽ gọi là review cho mọi người một cái set đồ cực kỳ là hot và cực kỳ là đẹp luôn. Ở ngay trước màn hình chúng ta đây phải gọi là một cái set đồ dân chơi bằng cái phong cách gọi là squad luôn em ạ. Với những em nào mà chưa biết cái phong cách squad là gì, có nghĩa là nó giống như kiểu là đường phố gọi là ngầu lói em ấy, gọi là đeo kính xong dây chuyền vàng, tóc xanh mỏ đỏ các thứ này thì không thằng nào mà không thích được đúng không em? Gọi là mình thích là mình gọi là muốn thích luôn chứ còn gì nữa. Mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Và ok, và mình cảm thấy là mấy anh Gana thấy ra cái set đồ này khá là giống với cả mấy cái anh streamer ở bên Brazil anh em. Đấy, mấy cái anh streamer bên Brazil thì hầu hết là toàn kiểu tóc xanh, tóc tím, gọi là tóc cam, cái thứ là đầy đủ 7 sắc cầu vồng luôn. Thậm chí có ông là nhuộm 7 sắc cầu vồng ở trên thôi, mấy ông livestream như bình thường luôn anh em ạ. Mình nghĩ là khả năng cao là cái set đồ này là lấy cảm hứng từ cái nhân vật đấy anh em ạ. Còn nếu mà xét về cái phương diện về đất nước Việt Nam ta ấy, thì đây là một cái set đồ phải gọi là đây là cái sự kết hợp giữa gọi là khá mạnh với cả Phú Lê. Mọi người biết tại sao, biết tại sao mình lại nói như vậy không? Bởi vì mọi người nhìn này, cái đầu gọi là na ná với cả cái đầu khá mạnh. Mặc dù là khá mạnh thì nó không nhọc gọi là nhuộm cái màu tóc màu tím hay đâu. Đấy, nhuộm màu vàng cơ. Đây là kiểu là tóc xanh màu đỏ nhưng thực chất là gọi là tóc hường em ạ. Màu hường mọi người biết là tượng trưng cái điều gì không? Là tượng trưng là sự thủy chung anh em ạ. Yêu màu hường và ghét sự giả dối. Em nghe câu đấy nha. Và tiếp theo ấy là mọi người sẽ thấy là cái vòng vàng ở đây trên cổ trông cực kỳ đẹp và ngầu lòi luôn. Và nếu mà có cái con chim ưng ấy mà ở cái vòng vàng ấy ngay trước ngực ấy thì không khác gì là Phú Lê đúng không? Nên là nói chung ấy, cái set đồ này là sự kết hợp hoàn hảo giữa với cả khá bảnh với cả Phú Lê em ạ. Gọi là mang cái tính cách gọi là bốc bát nhưng mà vẫn có cái giọng hát gọi là trời phú, gọi là mang đầy tình thương của Phú Lê. Đấy, nên là mình mới gọi là cái set đồ này kết hợp. Nào, bay ra đây em ơi. Ôi trời ơi, một phát là bốn thằng ở ngay chỗ này luôn. Và ok, và bây giờ chúng ta sẽ gọi là cầm set đồ này và trải nghiệm vào bên trong rank cho mọi người coi mọi người nhá. Cố gắng là giành top 1 cho mọi người coi nào. Mày ra đây em ơi. Mày bắn vào đồng đội của anh phải trả giá mạng sống. Úi giời ơi, con thỏ quậy này. Mày chạy đây. Mày làm cái gì đấy? Từ anh ơi, anh tha em nhá. Em còn mẹ già con trẻ ở nhà để em trú ở trong nhà cái đã. Em không làm gì anh đâu. Anh đừng có gọi là làm gì em nhá. Chúng ta gọi là nam nữ gọi là thụ bất thân. Ôi trời ơi, thế là xong rồi. Ôi, bắt đầu game cứ phải gọi là quá là easy luôn. Một người gọi là đồng đội của mình đã ngã xuống nhưng mà bù lại chúng ta đã có được một cái trận chiến thắng ngay từ đầu tiên rồi anh em ạ. Thì easy không em? Quá là đơn giản luôn. Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe YouTube của mình. Và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển ra cái khẩu súng gọi là siêu viết luôn anh em ạ. Đấy là khẩu AK dòng xanh, nhưng mỗi tội là level 2 em nhá. Đấy, rất là buồn luôn. Nói chung là mình nghèo, mình không có điều kiện suốt ngày ăn mì tôm mà anh em. Nên là chỉ có đủ tiền là mua AK rồng xanh level 2 thôi. Chứ đâu gọi là giàu như ai đó, gọi là lúc nào cũng nâng cấp, gọi là full level 7 đâu anh em. Tin chứ, tin tên éo là được. Ngu quá vậy. Trời ơi. Nên là nếu mà anh em gọi là muốn ủng hộ mình thì hãy nhớ là cái số tài khoản gọi là Vietinbank của mình em nhá. Để em có thể là gọi là donate cho mình, ủng hộ mình 1400 không không biết. À, anh ơi, bây giờ em đang ngồi xàm xí thôi mà mấy anh gọi là không khác gì là quăng cái dép vào thẳng vào mặt em luôn. Không yêu kiểu gì luôn đấy. Gọi là mới phát cái khẩu AK rồng xanh level 2 thôi mà mấy anh cũng không tha. Trẻ không tha là già cũng không thương. Tôi không sao, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả vị trí của bé Đạt. Bé Đạt đang cầm gọi là MP5 gọi là sấy một thiên nhiên, đang gọi là hạ ngục ở phía dưới đất rồi anh em ạ. À, một thiên nhiên nữa. Một thiên nhiên nữa. Úi giời ơi, bé Đạt chưa làm đất. Úi giời ơi, bé Đạt lại phải làm đất rồi. Không làm đất với Đạt. Úi giời ơi, lại bố này nữa. Bố này gọi lại nằm lên trên nữa, không hiểu làm cái gì luôn. Đồng đội gọi là cứ dâng cái lên trên bắn nhau gọi là xoáy mẹ ông này. What the hell? Cứ gọi là ngồi yên một chỗ tụp đến đạn này, có lại bố có xin bố ấy, sao bố gọi là bố nhảy trên này làm cái gì, gọi là lại bé Đạt tiếp hai bé Đạt luôn em ạ. Mẹ không biết là hai thằng này nó có phải chơi chung với nhau mà một thằng thì gọi là hổ báo vãi các trưởng ra, một thằng thì nhát như con gọi là như con cờ hó luôn luôn bị xích ở nhà anh em ấy, có khác gì luôn.
Đây lại bé đạt làm gì đấy? Rồi đội bạn còn hai thằng thế này, bây giờ quyết định là bé đạt là đang ở phía trên nhà cuốn máu rồi. Bọn này mà nó nhảy lên cái nó phá cho phát là vỡ đầu luôn. Úi rồi bé đạt thể hiện nào. Úi rồi ôi, hai cân bột không chột cũng khỏe thôi bé đạt ơi. Bé đạt không khác gì là một em da trắng với cả gặp hai thằng da đen nó quay vào cả anh em ạ. Em biết được cái bộ phim đấy không? Đấy, bộ phim đấy thì ông nào biết thì mấy ông cứ comment ở phía bên dưới mấy ông nhá, chứ đừng có mà nói cho các cháu nhỏ biết, không các cháu lại thế này thế nọ là tôi mang tiếng ấy. Ok, và sang cái phần đấu tiếp theo thì mình quyết định là quất luôn cái khẩu súng tiểu liên MP40 game ạ. Khẩu này sử dụng luôn cho nó chất, cho nó máu, bởi vì bây giờ ấy, trận vừa đấy là cái trận nháp thôi, hiểu không em? Ở trận đầu gọi là mình tỏa sáng như thế thôi, thì bây giờ là đến những cái trận nháp và bây giờ chúng ta lại tiếp tục là tỏa sáng cho mọi người coi mọi người ạ. Nên là mình đã quyết định là cầm cái khẩu MP40 mình vác và là thể hiện cho mọi người coi. Chúng ta sẽ bóc vào vòng phía sau nhá. Nào đâu rồi, người đâu rồi? À đây rồi, nào một thanh niên, nào một thanh niên này, ôi sao nó không chết à? Bật cái bảng bảo vệ cho luôn này, một mình là cân ba luôn em tí đâu. Nào một thằng nữa này, hai thanh niên rồi, một thanh niên cuối nữa thôi, mày ra đây, thanh niên cuối cùng, mày dựng một cái mà cứu đồng đội, mày cứu đồng đội này em ơi, mày cứu đồng đội trước mặt ai hả? Cứu đồng đội trước mặt ai hả? Không biết là tôi đang dân chơi, tôi mặc cái bộ đồ gọi là dân chơi swap này mà ông dám gọi là thái độ của tôi mà được hả? Tôi phải cho là không trượt phát nào luôn ông nhá. Ok, và tiếp tục bây giờ là chúng ta sẽ mua cái khẩu súng khác thôi. À đó, và cần gì mua đâu, mình mới nhặt MP40 mà gọi là dân chơi là hai tay hai súng luôn. Ồ, mà nói kiểu này tôi mới nhớ đấy, trước là tôi có đọc được cái vụ đấy là có cái góc búc ấy, góc búc mà cầm được hai cái khẩu súng tự lên cùng lúc, mẹ bá vai cả trưởng luôn, không có gì cái khẩu vector anh em ạ. Đấy, nói chung là ấy là mình thấy là trên kênh đi kỳ binh có bảo rằng là em mà cố gắng mà làm búc kiểu đấy khả năng cao sẽ bị mất ác ấy. Đấy, nên là em nên lưu ý nhá, đừng có mà gọi là một phút huy hoàng cái là gọi là mày ra đây mày ra đây. Rồi ôi, một thanh niên nữa gọi là vào dọ rồi, không khác gì là con cá chạy nhảy vào thẳng vào dọ luôn đấy em ạ. Thế là chúng ta lại có được mạng ngục nữa. Nào thanh niên nữa nào. Ôi anh ơi anh làm gì đấy, anh làm gì đấy, ôi rồi ôi anh. Ôi, mẹ thiên sư nhà nó, hai thằng phát MP40 nó vác thẳng vào mặt mình luôn. Mình mà gọi là búc được cái quả là hai cầm hai khẩu MP40 là bọn này tuổi tôm luôn, tuổi ly luôn em ạ. Rất là đáng tiếc luôn. Không sao, nói chung ấy là trận này mình lại tiếp tục nháp thôi em ạ. Không, trận này tôi nói thật đấy, anh em biết tại sao? Bởi vì có cái trận nháp, có một trận chơi thật như thế nó mới vui đúng không? Chứ gọi là cứ thắng liên tục thì làm gì có trận đấu hấp dẫn nữa. Và bé đang quyết định dâng lên rồi, quyết định dâng lên rồi em ạ. Liệu bé đang có hạ ngục được mạng nào? Có hạ ngục được mạng nào? Vẫn còn nguyên cái bóng, một thanh niên đã bị hạ ngục rồi, nhưng vẫn còn một thanh niên ở sau cái quả bóng keo nữa. Là bé đạt thể hiện rồi, bé đạt ơi, không sao, vẫn còn thanh niên anh phỏ phía ngay sau. Và biết được bây giờ chúng ta đang đến cái tình thế là 1-2 này vẫn què thôi, sống làm sao được. Bé đạt gọi là thứ nhất đã hạ ngục xuống thì vẫn còn bé đạt thứ hai nữa em ạ, không gì là không thể cả. Và ok, nãy giờ là bọn này cho mình ăn hành là hơi bị nhiều ấy, mình quyết định là trận này là quất vào MP40, quất tiếp là cái khẩu súng trường AK luôn, gọi là vút tâm cho mọi người coi nhá, trận này gọi là phải thể hiện cho chúng nó vào viện luôn em ạ. Ok, tiếp nào. Ui dồi ôi, nằm bóp keo này cho mình xin hai quả nhá. Mà thơm gọi là cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cầm cái khẩu AK của mình vút cho mọi người coi nãy giờ ấy, gọi là mình giả vờ mình bắn gà thôi. Mọi người nhìn này nhỉ, nhìn này đấy, mọi người thấy chưa, mình chỉ làm một lần thôi, không làm lần hai đâu. Mẹ nhà mày, nãy giờ mày bắn tao, mày chà đạp tao, mày chà đạp cái nhân phẩm tao hơi bị nhiều đấy. Ok, thanh niên tiếp theo rồi. Ok, và thanh niên đã quyết định là dựng mông keo rồi, chúng ta sẽ check ở phía bên phải xem nào, gọi là HS bé đạt. Ôi giời, con lạy bố đạt ơi, sao bố đạt lại chạy lên phía trên thế? Cúp đi đi con mẹ mày, tao lạy mày rồi, bố mày lạy mày luôn. Gọi là địch thì nó ở phía bên ngoài kia, bố chạy lên phía bên trên, bố rít máu à, phiên bản OB bao nhiêu ở chơi kiểu đấy. Ô người đâu rồi? Rõ ràng tôi vừa nghe thì súng ở quanh cái khu này cơ mà thấy quá là bây giờ lại không thấy người nhỉ, kỳ lạ thật sự luôn đấy. Từ bây giờ mình sẽ check ở phía đằng sau nữa nhá, chắc chắn là phía dưới này nó phải có người chứ. Đâu rồi mẹ, sao tất cả những cái kẻ địch ở phía trước mặt chúng ta đang bắt đầu là dần đang nằm xuống rồi mà người lại không thấy đâu mọi người nhỉ, kỳ lạ thật sự luôn đấy. Hay là dạo này gọi là mình mới đi các kính gọi là nên bắt mình loạn, mình lú rồi không nhìn thấy địch đâu. À đây rồi, vừa nói cái là một thằng đã nằm đất rồi. Ông tưởng ông bắn gọi là đồng đội của tôi mà ông không phải nằm đất á, xin lỗi đi, ông phải trả giá một cái mạng sống ông đấy không ạ. À, bây giờ mình chuyển qua tiết mục là chôn đồng đội em nhá. Nào dựng kẹo đấy, các bạn đừng cứu nó nhá, đừng cứu nó đấy, cho nó ăn năn hối lỗi ở phía bên trong thôi. Gọi là ba, gọi là cân một không chuột thì cũng què đâu, cần gì đâu, cần gì thằng thứ tư đâu, đúng không anh em? Là ok. Địt mẹ mày, nó cay vãi lời rồi. Ông nào bị giết bo đấy, ông anh tuổi kia sao lại bị gọi là giết bo kia. À đây ôi, thanh niên cuối cùng à, vuốt đầu rồi. Nào AK, nào vuốt vào đầu lại, rồi ôi thấy gì chưa. Ok,
Ok, và nếu như anh em thấy video mình hay ấy thì anh em đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube. Và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ bấm đăng ký kênh. Và đừng quên bấm chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ mình nhá. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.